Sao xi nhan bên phải mà chỉ đi sang trái, cho tôi xem giấy tờ và đưa xe vào lề. Tại đường đông quá anh ơi, thế nên em hơi nhầm tí. Người yêu em cũng công an bỏ qua cho em lần này. Người nào mắc lỗi giao thông cũng lấy thân quen làm cớ, người yêu chi cũng công an vẫn theo quy định mà làm. Alo anh yêu à, em hôm nay đến quá, đang đi xe bình thường thì công an chặn đường. Chỉ là mắc lỗi sương sương cũng do em hơi bị cuồng, mà công an cũng không thương, quyết lỗi sao phạt bằng được. Rồi người em có sao không, trước tiên không nên nổi nóng, từ từ bình tĩnh xem sao, bắt xe ở đoạn đường nào. Trong sáng quân quen, ôi đúng anh yêu, may quá thì thôi. Em đi ra đi, anh đang làm việc. Anh muốn làm gì? Nếu đã đi sai, anh sẽ quyết nghiêm minh xử phạt theo đúng lỗi, không nhân nhượng gì. Anh chắc chờ anh. Mình trách nhiệm công việc cố tình đâu em. Thôi anh đừng có lèm bèm, từ nay khỏi đến để em một mình. Em yêu nổi trận lôi đình, làm anh cũng thấy tim mình nát tan. Trà sữa hoa quả cơm răng, toàn món em thích anh mang đến rồi. Đừng giận anh nữa em ơi, tội cho anh lắm em cười lên đi. Không, anh đi về đi. Lớn rồi mà cứ như trẻ con đấy. Thì tại vì em chặn hết, anh không biết làm thế nào nên anh... Thế sao không dùng cái mặt đáng ghét như hôm nọ nữa đi? Mặt nào? Mặt này á? Thật ra khi bị bắt thì em cũng hơi ấm ức thật, nhưng mà về nhà em nghĩ lại, kiểu gì thì anh cũng phải làm đúng nhiệm vụ của mình mà. Đấy, anh biết là người yêu của anh sẽ hiểu cho anh mà. Nhưng mà này, ừ? Lần sau mà em bị bắt, anh không được bỏ rơi em nữa đâu đấy. Mời chị ký vào biên bản. Anh Tùng, cảm ơn chị. Để anh giúp cho. Sao anh lại đột nhập lên xe của em? Em nhìn xem trong xe của em, ngoài anh ra có cái gì mới không? Nhìn này, anh đã lắp cho em màn hình ô tô Z-Tech rồi, rất thông minh. Từ giờ cần gì em chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là được. Thật không? Thật. Z-Tech, tiện khách. Từ từ, để anh nói tiếp đã. Từ giờ nhá, mà em muốn bật điều hòa này, mở video này, mở bản đồ này, vân vân và vân vân, thì em chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, chứ không cần phải vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại nữa, nó sẽ mất an toàn, đúng không? Ngoài ra, màn hình Z-Tech còn trang bị camera 360,
để em lái xe dễ dàng hơn. Em không sợ bị lấn làn này, không sợ bị đè vạch hoặc là không sợ bị va quệt khi đi vào khúc đường đông. Hơn nữa, còn có công nghệ AI Double, tắt máy ghi hình 24/24. Và đây, em có thể quan sát trực tuyến từ xa qua điện thoại vị trí xe mình này, camera toàn cảnh này, trước, sau, trái, phải. Còn một cái này nữa này, rất đặc biệt, đó là chức năng cảnh báo vi phạm giao thông, cảnh báo camera phạt nguội này, camera giám sát tốc độ này, được chưa? Xong chưa? Xong. Anh xuống xe cho em còn về. Mở video lời yêu thương karaoke. Đang mở video lời yêu thương karaoke. Lần đầu gặp được em trên phố, biết ngay con dâu tương lai của mẹ anh đó. Và nụ cười của em rạng rỡ khiến cho con tim anh ngẩn ngơ thẫn thờ. Anh biết vì yêu anh em thiệt thòi lắm, càng lễ Tết càng trực nhiều ghê gớm lắm. Lúc ở cạnh nhau bỗng có lạnh đột xuất ấy, thế là anh đi mất để em mâm út trong lòng hoài. Người bao cũng đúng, thế nhưng con tim anh trao em chân thành. Anh muốn được cùng em xây dựng hạnh phúc, mình sẽ có một đàn con đông đúc dưới mái nhà nhỏ xinh. Anh vẫn là người lính chiến đấu vì em, cố gắng dựng xây vun đắp gia đình mình. Xuất Mỹ.